thì là vẫn là đúc phào chỉ GFC. Đây. Còn đây là các sản phẩm khuôn. Khuôn này thì bên em làm vòm cửa. Đây là sau khi mà làm xong một dự án nhá, thì rất 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 nhiều loại khuôn vòm cửa kích thước khác nhau. Mà đã làm xong cái dự án rồi thì khuôn này bên em có thể thanh lý cho khách hàng. Vì là nếu như các bác phải làm một cái vòm cửa mẫu mới thì bọn em phải tạo mẫu mới thì nó đắt tiền, còn khuôn thanh lý thì dễ. Thì các bác hãy lựa chọn nhá. Thì nếu như dự án công trình nào mà chúng ta sử dụng số lượng ít ấy thì chúng ta hãy sử dụng những cái vòm cửa mà bên em đang 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 có sẵn và theo kích thước của bên em. Đấy nhá. To, bé, lớn, nhỏ đều có nhá. Đây. Còn thạch thủy bình đây. Đây là thạch thủy bình. Thạch thủy bình làm khuôn cho khách hàng là khuôn ghế đá, giả gỗ, giả đá. Khuôn lư hương hóa vàng, chậu, cầu thang, đây là khuôn lư hương này. Đấy. Đây là các sản phẩm mà khuôn lư hương mà được làm bằng chất liệu nhựa composite nhá. Đấy. Nhựa composite thì các bác biết rồi đấy, cực kỳ khỏe. Đấy, vậy nên là chúng ta sẽ sử dụng những cái khuôn mà không có khuôn ABS không có thì sẽ sử dụng khuôn composite. Đây. Khuôn lư hương này thì bọn em tạo mẫu từ nhựa mềm silicon ra. Đây. Đấy. Thay cho việc chúng ta phải sử dụng bằng khuôn mềm thì chúng ta sử dụng khuôn cứng. Đây. Đây là khuôn này rất là đẹp đây, như đẹp như nhựa mềm silicon luôn. Đấy. Bên em là phục vụ hết cho khách hàng nhá. Khuôn composite là những cái khuôn mà ngoài thị trường số lượng người làm là ít, không hay có, hoặc là khuôn ABS là không